Đây, video này hàng về ngay bác nha. Về toàn hàng thứ dữ không à, trong kia còn mấy thùng nữa. Thì về được một em T200 này nhá, đẹp chưa? Đấy, rất là mới. Và về được một con TD40 nữa này. Kawasaki TD40 là những con nòng 40. Thì về nhiều lắm, mấy bác nhìn máy móc về đầy luôn, bên em không có chỗ bỏ luôn. Thì bây giờ em khui ra em bán cho mấy bác một con máy khoan hố, bán với giá xả luôn cho nó xong nha. Thì mấy bác có thể ủng hộ. Và mấy bác chỉ cần mua một con máy này thôi. À, về mấy bác chịu khó mua thêm một cái cần nữa là mấy bác xài được mấy công chuyện. Mà giá nó phải chăng. Mấy bác bỏ ra khoảng 20 mấy thôi. Khoảng 20 rưỡi thôi. Mấy bác sẽ được một cái máy cắt cỏ nồng lên đến 44 ly. 44 ly nha mấy bác nha. Và chưa khui luôn. Okay, giờ em khui. Chẳng có gì cả. À bên đây cái 44 ly. Và đồ nó rất là nét nha. Đồ hàng tàu thôi nhưng mà tàu ngon nha mấy bác nha. Nó nhìn cái nước đồ của nó này, đã nhìn cái nhôm nó mịn này, nhìn rất là sắc nét. Đấy, nhôm nó này nhìn rất là mịn, nhìn rất là sắc nét. Thì nó đi theo một cái mũi của nó là đường kính là 17 hay 18 gì ạ, cò ga này đã. Thì bên em á thì nó về rất là nhiều. Nó về đợt vừa rồi đây, nó về được khoảng 10 mấy con thì em bán xả gần như là sạch sẽ. Thì giờ còn được vài con nữa, thú thực là vậy, về 10 mấy con luôn á, bán hết. Thì giờ em còn một vài con thôi, em bán cho mấy bác luôn cho xong. Thì 44 ly nha. Đây. Máy rất là bự, rất là nét, đẹp. Nhìn cái nước nòng nó này. Bác nhìn đồ, đúng đồ ngon luôn. Nhìn đã. Hữu nghị. Về mấy bác chỉ cần mua thêm cái cần nữa thôi. Là mấy bác sẽ được một con máy cắt cỏ. Được một con máy cắt cỏ. Ngon luôn. Và được một con máy khoan hố. Thì hai trong một mà mấy bác có quyền lựa chọn. Thì đi theo phụ kiện của nó thì nó có vài món đây này. Đấy. Một cái bình đây này. Thế em chẳng giữ làm gì. Đồ của nó đủ như nào thì em đi theo cho mấy bác như vậy. 44 ly nha, nhìn lì đòn. Về mấy bác chỉ cần mở ốc này ra ráp cần vô. Cái cần thì nó khoảng 500 nghìn là được một cái cần ngon rồi. Cũng tạm tạm thôi, chứ ngon thì không ngon. Nhưng mà tạm tạm được một cái cần có thể ráp vô con máy này xài ổn định. Thì mấy bác xài hai trong một mà. Còn mấy bác mà có tiền, mấy bác mua luôn một cái cần mới về ráp vô nữa thì bao VIP luôn. Rồi thì em báo giá cho mấy bác nghe như này, em được không nha. Mấy bác phải hiểu như này, nguyên cái phần này, nguyên cái cốc này này, đủ cả phần này đến phần này và cái kia. Cái mũi khoan kìa, đây là bộ mũi khoan. Thì những cái phần này không á, là mấy bác biết là cái phần này, cái phần từ cái tay lái này, từ phần này này, hất về kia, hất về phía mũi, có cả mũi á. Là riêng bộ đây không nữa, à, nằm 1,5 triệu đến 1,7 triệu, 1,8 triệu rồi, 1,5 triệu là rẻ nhất á. Thì đa số là mấy bác cứ cầm tiền ra đó, mấy bác mua, mấy bác mới biết là nó đắt. Chứ nhiều khi em nói thì mấy bác không tin. Mấy bác đi khắp nơi, hỏi cái cụm này này, cứ đi hỏi khắp nơi cái cụm này đổ ra đây là giá của nó là đã là 2 triệu rồi chắc luôn. Mấy bác cứ đi khắp nơi mấy bác mới thấy em nói đúng à. Chứ còn nhiều khi em nói á thì mấy bác không tin. Thì bán gần như là bán gần như cho không cái động cơ 44 ly này, thấy chưa, gần như là bán giá bán là bên em đúng 2,1 triệu bao ship cho mọi người, có nghĩa là nguyên công lê như thế này là 2,1 triệu. Thì
em sẽ bán cho mọi người giá nguyên một comple nhà 2,1 bao ship tận nhà, thì mọi người nhắm đó được là bên em sẽ đóng hàng cho. Thì đây là đồ mới 100%, về mọi người tự cho em xăng vô, bởi vì có video em nổ nó rồi mà bây giờ ban đêm thì em nổ lên nó ồn ào nên mọi người thông cảm. Thì xài mà để mọi người khoan hố hay là để phát cỏ mà phát hộ gia đình thì bao giờ chân hỏng được cái máy máy này nó đến 44 ly mà sao hứng. Rồi ok, thì không cần nói nhiều, mình người Việt mình cần nói ít nhiều nhiều. Mọi người nhìn vô cái chất liệu của nó đây, từ cái nòng cái đầu này nhìn nó rất là bóng, nó đóng số đồng hoàng, nhìn rất là nét. Thế không? Mọi người mua quá rẻ luôn. Mọi người thậm chí mọi người đi mua đồ á, mọi người mới hiểu, còn nhiều khi em nói không tin. Thì nguyên com lê này bên em bán 2,1 triệu nếu như mọi người mua theo một cái cần Hitachi. Cần Hitachi là cần như thế nào? Thì bên em đợt này nó có như cần Hitachi. Đây. Cần Hitachi là cần như thế này. Đi theo nguyên một com lê như thế này. Đó, như thế này. Thì có nghĩa là có tay lái đấy nha. Thì em sẽ đưa tay lái nữa, thì nguyên một bộ cần Hitachi như thế này. Và con máy là 2,5 triệu. Vậy thôi, em tính 400.000 cái cần. Có nghĩa là em bán kèm máy là em tính cái bộ cần đó là 400. Mọi người mua bán như thế nào thì mua bán. Cần bên em thì nhiều, cần Hitachi bên em đầy. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video nha. Thì còn đúng con thôi, mọi người mua được thì cố gắng. Alo em. Còn mọi người hỏi những con máy kia có đắt không? Thì gần như cái đầu đó bằng nguyên bộ này luôn. Thiệt á. Cái này nhắm đó mà mua thôi, chứ không cần alo anh ơi làm gì hết á, nhắm chừng mà mua thôi. Và mọi người mua, mọi người xài cái phần khoan hố này sẽ không hư. Còn nếu như mọi người để nguyên com lê như này, mọi người chỉ xài khoan hố thì không bao giờ hư được, chắc luôn. Mọi người xài 5-6 năm không bao giờ hư, bởi vì bụi bặm nó đâu có đâu. Nếu như mọi người đấu đi cắt cỏ nữa thì có thể xài 3-4 năm là ok rồi, quăng mua cái khác thả vô lại sùng dùng tiếp, vừa khoan hố vừa ấy mà 3-4 năm không hư đâu, đồ đâu phải dễ mà hư đâu. Hồi xưa em xài lần em biết rồi, bền lắm. Rồi ok.